trong sự yên tĩnh để quan sát mọi vật, từ trong nhàn rỗi mà coi những người bận rộn, như vậy mới đạt được cái mùi vị của sự thoát tục. Còn nữa, trong lúc mọi người bận rộn thì phải cho mình một cảm giác như là thật thanh thản. Nếu như trong hoàn cảnh náo nhiệt và ồn ào thì hãy làm cho lòng mình lắng dịu xuống. Đó là cách để làm cho an thân và an tâm. Còn nữa, hai chữ ân nghĩa rất là quan trọng, nhưng mà tôi cảm thấy hai chữ ân nghĩa chúng ta không nên dùng bậy bạ. Đặc biệt vì vấn đề này, tôi mong là mọi người nên phân tích một chút. Thí dụ như có một người sanh ra để thích làm những việc khương thiên hại lý, làm cho mọi người không sống được bình yên. Như vậy chúng ta có dùng hai chữ nhân nghĩa để đối với họ không? Khang Nhi, sao cô đổ mồ hôi nhiều vậy? Cô bị sốt cao quá. Khang Nhi, qua đây. Đại phu à, con của tôi đã bị bệnh. Vô trong đi. Đi, sao đi lẹ như vậy? Chúng ta lưu lại ở đây cũng lâu rồi, nếu như không về Tề Quốc thì cũng nên đi nước khác chứ. Ở đây còn nhiều chỗ chúng ta chưa đi qua, không cần phải đi lẹ như vậy đâu. Em chẳng qua chỉ vì cái tên Điền Tứ Quân thôi, tụi anh không biết sao? Anh nói cái gì chứ? Nếu như là phải thì Điền Tứ Quân đầy đủ kinh nghiệm, chúng ta nghe qua còn tốt hơn là đi giao du sơn thủy. Đó, thấy chưa, không đánh mà khai ha. Anh thiệt là người không biết lý lẽ. Quay. Ra sao rồi? Không có sao đâu. Có phải anh muốn tôi chỉ điểm cho anh không? Đọc thử tôi nghe. Được. Tôn tử binh pháp cửu địa thiên trung hữu dân, tướng quân chi sự tịnh dĩ ưu chánh, dĩ trị năng ngư, sĩ trúc chi nhĩ mục, sử chi vô trì, dịch kỳ sự, cách kỳ mưu, sử nhân vô thức, dịch kỳ thư, thiên kỳ đồ, sử nhân bất năng lự, xá dĩ chi kỳ, như năng cao giữ khứ kỳ, xóa dự kỳ thân, nhập chư hầu chi địa, giữ phát kỳ cơ, phần chu phá phủ, như khu quần dương, khu giữ giảng, khu giữ lai, mạc tri sở tri. Tôi tưởng trong người của anh toàn là kinh luân, có biết ý nghĩa hay không? Tôi nói cho anh nghe, nếu là một nhà tướng lãnh thì trong lúc tác chiến sẽ không cần tới đem những kế hoạch đó mà nói với lại các binh sĩ. Và trong lúc bị lạc vào đất địch thì vì nghĩa chỉ tiến không lùi, hãy bỏ đi quan niệm sống của binh sĩ, luôn cả sự chết không cầu sanh. Có hiểu chưa? Nhưng mà trong thiên địa hình của Nhắc Hoa, coi lính như một đứa bé không thể đi vào nơi thâm cốc, coi lính như con cháu của mình không thể đi vào cõi chết. Và phương diện của mình là phải yêu thương binh sĩ giống như là con ruột của mình vậy. Thử hỏi tại sao mình phải tìm cách để gạt gẫm họ và đưa họ vào con đường tuyệt cảnh như vậy chứ? Dám hỏi Quỳnh, thân là bậc tướng quân hay là cha mẹ, việc này là việc mình phải làm hay sao? Thì anh từng nói rằng phải xem hoàn cảnh mới có thể quyết định được mà, bây giờ anh lại nói vậy. Nhưng mà trong lúc hành quân lại có nhắc tới: phàm quân dĩ cao giữ, tiện hiển dưỡng sinh, giữ xứ ai quân, vô bất tật, thì gì tất thắng. Nếu chúng ta hành quân trong lúc bố trận, lúc nào cũng đem quân bố trận ở trên cao, nếu không may mà bị kẻ địch bao vây ở bên dưới chân núi và bị cắt đoạn nước và lương thảo của quân ta, không lẽ chúng ta phải ngồi chờ chết hay sao? Ha, thì ra anh không phải là con người khiêm tốn. Anh có tư cách gì phê bình tôn tử binh pháp của ông cố tôi chứ? Xin tôn quân đừng hiểu lầm. Tại hạ học trọng thiên hạ binh thư, cảm thấy tôn gia binh pháp là có một sự kỳ chính giao hợp nhất. Chẳng qua quyển binh pháp của tôn tiên sinh đã trải qua cả trăm năm, có rất nhiều luận cứ. Tôi nhận thấy lại có nhiều cái đã lỗi thời. Anh là một tướng quân lỗi thời, có tư cách gì dạy dỗ tôi? Tôn huynh, huynh nên biết chính cuộc thời thế không bao giờ ngừng sự biến hóa, cho nên sách lược binh thư thì cũng giống như vậy, tuyệt đối không thể khư khư theo phương pháp cũ mà dùng. Nếu tôn huynh không tin, tại hạ không ngại dẫn chứng cho huynh thấy. Dẫn chứng cái gì? Không phải thân phận của tướng quân, bây giờ luận về sức lực, nếu như thắng được anh, không cần nhất thiết phải ra võ công đâu.
Hay là chúng ta thi đua chặt gỗ đi nha. Để kết hợp đạo lý binh pháp, ai chặt được nhiều thì người đó thắng. Cung kính bất nghe tuân lệnh. Được. Nè, bỏ lên, bỏ lên, bỏ lên đi. Mở lên. Chào các vị. Các vị, tin chắc các vị đã biết mục đích của hôm nay tới đây để làm gì, có phải không? Không sai. Tôi sẽ cùng với Điện tướng quân đây thi thố sự hiểu biết binh pháp, để coi thử ai là người thời đại mới của binh pháp gia. Vì muốn cho các vị được coi một cách vui vẻ, tôi muốn tất cả mọi người cùng chơi với hai chúng tôi. Thật ra rất đơn giản. Tôn thiếu gia của chúng tôi và điện tướng công của các vị sẽ lựa ra 5 người trong số các vị lên núi để thi đua chặt củi. Thời hạn là 3 ngày. Bên nào chặt được nhiều thì bên đó sẽ thắng. Chung điểm thì phải trở lại nơi đây. Cơ hội khó gặp, xin các vị chớ bỏ qua nha. Có nhiều người muốn dạy theo thiếu gia đó. Lẽ đương nhiên rồi. Tôn huynh, hay là gì? Huynh lựa trước đi. Thiếu gia, mình lựa mấy lớn con trước đi. Chừa lại mấy nhỏ con, coi anh ta làm gì được. Không cần ngươi nói, ta nhất định không cho anh ta cơ hội. Thiếu gia của chúng tôi là người rất giàu có, tham gia vào tổ chức chúng tôi thì thiếu gia không bạc đãi đâu. Để ta coi thử. Sao lại ốm vậy? Người lùn nữa, người biết không, cây gỗ còn to hơn người đó. Ta không dám nhìn nữa. Ở trên ngực người có lông, tốt đó. Để coi có được không đây. Để tôi cởi áo. Cũng được, chọn người đó. Thân hình dạm dở đó, còn ai nữa không? Còn tôi. 1, 2, 3, 4, 5. Đủ rồi, tới phiên anh lựa. Được, còn người để lựa sao? Ta xảy ra chuyện gì? Nể mặt người ta một chút đi. Tôi nè. Nguyên đệ, trước kia anh đã làm gì hả? Tôi chưa có chặt củi qua. Tôi làm nghề đi săn. Vậy anh giúp tôi nha. Cảm ơn tướng quân. Cái tên tôn tận đó không có cần tôi. Ông chịu nhận tôi nhất định vì ông mà ra sức. Còn anh, trước kia anh làm gì? Tôi chưa làm gì hết. Trước đó tôi đã có sửa chữa đồ nghề. Được, anh giúp tôi. Cảm ơn tướng quân. Điện tướng quân, chào. Còn anh trước kia làm gì hả? Lúc trước tôi làm nghề đánh cá. Đánh cá? Phải, anh giúp tôi. Cảm ơn. Vị huynh đệ này trước kia làm gì? Lúc trước là tôi bán dùi đó, tôi nhảy nhót lung tung à. Giúp tôi nha. Dạ. Nhảy nhót mà cũng lựa. Tôi hả? Có những bà vú theo đó. Quầy, ảnh cơ điện tiếng quân đó. Phải rồi. Theo như tôi thì tôi lựa người bự con đó. Nếu như để tôi chọn lựa tôi chọn Hạnh Hương Viên đó. Tổ bảy có đường đi theo, thật là thú vị. Nhớ tên là Nhiêu Hư đó. Có người theo mà. Đừng nói những lời đó trước mặt ta. Lúc nãy lựa người tôi lựa trước. Đừng nói không cho anh cơ hội nha. Những cây này cho anh lựa trước.
anh để cho tôi lựa trước. Tôi nghĩ là anh đã mất đi cơ hội rồi. Tôn tử binh pháp hữu dân, nhân bất khả dĩ, bại tất dông. Chí thắng chi đạo, tức là không được lợi dụng tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích. Không lẽ điều này anh không nhớ sao? Hành quân đánh giặc là phải nói tới địa hình đó. Cái gì chặt củi này làm sao mà giống nhau được chứ? Nói hay lắm, học theo ta được nhiều đó. Tôi lựa bên đó. Nè nè, là do anh lựa, đừng hối hận nha. Để cho lựa trước mà cũng không biết lựa. Tôn huynh, còn anh bên nào? Đương nhiên bên này rồi. Địa hình cũng tốt, cây cối cũng nhiều. Ừ, vậy được. Chúng ta hẹn 3 ngày sau đúng cái năm sẽ gặp nhau. Ê, tới chừng đó anh đừng quên viết một chữ phục cho tôi nha. Thiếu gia, phải có mùi gì không chị? Mà tại sao ông ta lại lựa chỗ thì xa, cây thì lại ít nữa? Người coi, ở bên kia cây nhỏ rất dễ chặt. Không phải là vì biết người của mình không biết chặt củi, cho nên lựa những chỗ dễ chặt cho họ chặt. Không đơn giản vậy đâu thiếu gia. Là người tự nghĩ phức tạp thôi. Việc chặt củi này tôi cũng biết đó mà. Sao để tôi đó chặt hết vậy? Không để cho em chặt chứ? Tại vì ta có việc quan trọng hơn để cho ngươi làm. Việc gì vậy? Ngươi hãy đi dò thám điền cảnh để coi thử hắn ta có âm mưu gì không. Biết rồi. Ây da. Ây da. Khi không đánh ta vậy, tôi sợ anh không được lên lợi. Còn chưa đi? Dạ. Thiếu gia hả? Thật là kỳ lạ. Mấy người ở bên đó họ đang nằm ngủ đó. Thiếu gia, anh ở bên kia chúng nó làm gì vậy? Có lẽ thân thể họ yếu đuối cho nên cần phải ngủ. Như vậy thì tôi cũng đi ngủ nha. Hả? Thiếu gia, đừng có ồn nữa. Thiếu gia à? Ê da, ngươi làm gì? Tôi thăm dò được rồi, tụi nó bây giờ mới bắt đầu chặt củi đó. Cái gì? Phải đó, bây giờ tụi nó đang chặt củi đó. Đúng ha. 3 ngày trời nắng nếu mà chặt củi nhất định là mệt nhọc. Còn ban đêm trời mát đương nhiên chặt nhiều hơn. Ê, tại sao mình lại nghĩ không ra gì cả? Như vậy mình phải làm sao? Còn làm sao nữa hả? Ngày mai đổi chiến thuật. Phải rượt theo họ. Chị à, chị làm đồ ăn ngon quá.
Lời nói dở dối. Không phải đâu, cha dạy em làm người không được giả bộ, cũng không được giả dối. Thế cái gì thì phải nói cái đó. Thì được, nếu như Khang Nhiên Quang chị sẽ nấu đồ cho em ăn nữa. Thế khác. Ừ. Em thấy anh ta không quan tâm gì đến chị hết. Ừ. Tuy là anh ta như vậy, nhưng mà anh ta rất tốt. Em biết là anh ta rất tốt, cũng giống như cha em vậy, nhưng mà anh không có nét đạo lý gì hết. Được, tôi thì hãy để cho cha em và anh ta một trận đi. Chị, em rất thích chị. Chị cũng rất mến em đó, Khang Nhi. Như vậy chị làm mẹ của em đi có được không? Em có biết là câu nói đó có ý nghĩa gì không? Biết, đó là chị với cha em kết thành phu thê, hai người tương thân tương ái. Vậy ba người chúng ta sẽ không bao giờ phân chia cả. Nhưng mà chị và cha của em không có những cái tình cảm đó. Cha là một người tốt, trong trấn này ai cũng biết. Nếu như gả cho ổng, nhất định sẽ bảo vệ chị suốt đời. Khờ quá, ăn cơm đi. Chị không nhận lời, em không ăn đâu. Nè, đừng có làm khó nữa. Chị thật không dám làm mẹ của em. Em cũng có thể không thèm màng đến người đó. Thôi được, em hãy ăn cơm trước đi. Nếu không thì đồ ăn nguội hết. Là thiệt đó, chị nhận lời em rồi. Lý lắc quá. Ăn cơm đi. Tôi hả? Thôi khỏi đi, các vị cứ chơi đi hả? Trộm quá, đạo quá. Đạo quá. Điền Tướng Quân, cảm ơn ông đã cho tôi tham gia cuộc đua này. Tôi rất là vui mừng. Con gà này tự tay của tôi nướng, xin mời ông ăn. Điền Tướng Quân. Hồng nội cô nương, cô tới đây làm gì? Điền Tướng Quân, coi nè, nhiều trái cây như vậy đều do Khang Nhi hái đó. Em ấy rất nghe lời của anh, ở nhà để đọc sách. Thật ra tôi là người cảm ơn cô mới đúng. Đừng khách sáo như vậy. Phải rồi, hay là mời họ ăn đi nha. Ê, hả? Trong lúc này là phải chặt củi mới đúng chứ. Bận rộn thì cũng phải ăn cơm chứ. Có câu là ba quân chưa hành động thì lương thảo đã hành động. Không ăn cơm thì làm sao mà có sức chiến đấu. Phải ăn non có sức chứ. Đi xuống nhà mới săn bắn được con thỏ thôi đó. Vậy là sao đông người ăn sao đủ này. Con thỏ như xíu à. Đủ đâu. Phải rồi. Làm sao mà no được đây chứ. Phải không hả? Làm sao mà kiên. Phải ăn đủ trọng lượng nhiều chứ. Đúng rồi. Thiếu già, mấy người đó muốn làm phản đó. Bây giờ ta mới hiểu tại sao Điền Cảnh lựa người biết săn bắn. Trong đại dân, cây búa của tôi bị hư rồi. Cái này thì mẹ. Đành chịu thôi, tôi đâu có biết sửa. Như vậy thì làm sao chúng tôi đâu có cách đâu. Nghĩ cái khác đi. Bây giờ thì đã hoàng hôn rồi, trời cũng sắp tối. Nếu như có xuống kịp á, thì tiệm cũng đóng cửa hết rồi. Phải rồi, nghĩ cách thì chúng tôi làm sao đây hả? Làm sao đây, nói đi, mau đi. Vậy nha. Vậy hai người làm đầu hôm, còn hai người làm cuối hôm. Ơi, vậy sao mà được chứ, con thì không có ăn, mà thì không có, làm sao mà làm được đi hả? Nghĩ cách đi. Vậy được chưa? Như vậy mới được chứ. Tiểu Hóa, hả? Sáng ngày mai người hãy xuống phố mua thêm búa và lương khô. Dạ. Như vậy mới được chứ. Thôi đi làm đi. Dạ được đó. Phải rồi, đi làm đi. Đi làm gì đi? Đi thăm Tôn đại ca đi. Khang Nhi à, chúng ta là đằng kia. Tại sao anh lại chở đây? Thật ra chuyện thắng bại là binh gia thường sự. Anh đừng nên có nghiêm chỉnh quá. Anh không dễ thua đâu. Điền Cảnh làm sao mà thắng được anh?
Trong tâm anh chỉ còn là hai chữ Hảo Thắng thôi. Em không muốn nói với anh nữa. Không nói thì thôi. Anh... Khang Nhi, em làm gì vậy? Em lấy cửa có trong đại ca thì cha mới thắng được. Làm gì thì sao được? Làm người phải đường đường chính chính, quang minh chính đại. Em dùng phương pháp này để giúp cha. Nếu cha em có thắng thì người sẽ không có vui đâu. Em hiểu rồi. Như vậy là đúng. Nè, mời lên, mời lên, mời lên, mời lên đi. Nhanh tay tiếp nha. Nè, mời lên, 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 rảo rảo lên chưa? Lẹ lên, lăn đi. Nè, mời đi, tay lại mời lên. Nhanh lên, mời lên, mời lên, nhanh lên, nhanh lên tiếp nha. Thiếu gia, thiếu gia, tôi thấy qua rồi, củi của tụi nó chặt không gì bằng củi của mình. Thật sao? Đúng vậy. Họ bắt đầu chở đi chưa? Còn chưa có bắt đầu nữa. Nếu củi của họ nhiều hơn của mình thì không cần sợ. Cần nhất là chuyển củi ra ngoài mới tính được. Hơn nữa đường đi của bọn chúng xa hơn đường đi của mình. Toàn là những người già yếu tàn tạ. Còn bên chúng ta thì thanh niên trai tráng. Chúng ta phải thắng. Chúng ta hãy cố gắng. Nhanh lên, người nào nhanh được thưởng. Giữ lấy, cẩn thận nha. Nè, giữ lấy, cẩn thận. Cẩn thận đó. Nè, từ từ nha, cẩn thận. Nè, cẩn thận. Hay lắm. Ta nhất định không thua đâu. Ralan! Thưa gia, chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Chúng nó dùng thủy lộ để mới chở củi. Thiệt sao? Dạ. Đi bao xa rồi? Đã được một nửa rồi. Chúng nó xuôi dòng nước nhất định sẽ lẹ hơn mình đó. Thì ra hắn ta muốn lên rừng. Tại vì trên đó có một con sông. Tôi thấy lúc anh ta lựa người thì lựa toàn sư phụ không. Tôi đã lấy làm kỳ lạ rồi. Ta không thể thua. Tất cả tiến lên. Dạ. Đi đường lớn không phải là phương pháp tốt. Chúng ta chuyển sang đường nhỏ. Nếu mà chúng ta thắng, mỗi người được thưởng 100 đồng. Dạ lên. Họ đang ở trên mờ kìa. Ra lên. Nhanh lên. Dạ. Đi. Mở lên. Chúng ta chỉ thắng. Mở lên.
Ráng lên. Ráng lên. Không còn thời gian nữa. Ráng lên nữa. Ráng lên. Mau đi, ráng lên. 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 Nè, phụ tay. Đỡ nè, đỡ nè. Ê, sao lâu quá rồi, sao lâu quá rồi, sao lâu quá rồi, điện tình là dở quá đi thôi à. Ê, thấy miệng không à. Về tới rồi kìa. Ê, về tới rồi kìa. Cũng không tệ, tới nhưng mà về sao thôi. Phải rồi, trời tệ quá đi. Tệ quá đi. Coi là đi làm ruộng đi. Đi về làm ruộng đi. Ê, đi về cày ruộng đi. Chỉ có miệng thôi à, không giống ai hết đây. Chỉ bắt tôi quá, thua rồi. Ê, phải rồi, về làm ruộng đi. Cái gì, cái gì. Dở quá đi bà. Tôn huynh, hy vọng là huynh không để bụng chuyện này. Tôi chẳng qua chỉ là muốn chặt được nhiều củi và để cho hương thân phụ lão có thể để dành mà xài. Làm như vậy cũng giống như là một trò chơi, mong là huynh đừng để bụng. Cần gì nói tốt vậy, bây giờ ngươi thắng rồi. Nếu muốn cười cứ việc cười đi. Anh làm gì mà tức giận vậy? Điện tướng quân đâu có nói gì đâu. Em đã nghe rồi, vui mừng đi. Em muốn cho hắn ta thắng mà, vui mừng đi. Tôn huynh, nếu như nói tới thông minh và tài trí, huynh thật sự đâu có thua tôi. Huynh có nghĩ hay không, tại sao huynh lại thua lần này? Anh đừng giả bộ nữa. Đúng vậy, binh không lừa dối, nhưng mà trong chiến tranh nhất định sẽ có những kẻ lừa bịp. Điều này chắc huynh cũng hiểu chứ. Từ lúc tôi bắt đầu thi thố binh pháp với huynh, điều quan trọng nhất là đó là lúc tuyển lựa binh và địa thế. Trong hai điểm này huynh đã không chọn lựa một cách cẩn thận, đó là do huynh đã tự đại thôi. Huynh đã khi dễ kẻ địch. Dù huynh có học thuộc lòng tất cả tục tử binh pháp thì cũng đâu có lợi ích gì. Đừng nói thêm nữa. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Ngươi có quyền châm biếm, nhưng mà ngươi nhớ kỹ, sẽ có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Ê, thôi thì nhận đi. Nhận đi, nói gì nữa. Nhận đi. Tôn đại ca, chị nhận lại với em là làm mẹ của Căng Nhi đó. Khang Nhi, tại sao con có thể nói như vậy? Chị à, em đã mua một cái phong linh cho chị nè. Khi chị đi thì ngày nào chị cũng nhất định treo nó ở cửa sổ. Được. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia. Hồng nội cô nương, tôi mong là cô giúp tôi dùng những lời tốt đẹp khuyên nhủ Tôn huynh. Hôm nay tôi thi đua với anh ấy chẳng qua là muốn kích thích lòng bảo thủ của anh ta thôi. Anh là một người thông minh kiêu ngạo, chỉ thiếu một chút suy nghĩ chín chắn, đối với sự phát triển của anh ta sau này sẽ có sự trở ngại. Cảm ơn Điện tướng quân đã có lòng quan tâm. Để cho anh ta biết được trên thế gian này, trên thì có trời, người thì có người. Ừ, tuy là nói như vậy, nhưng lúc nãy anh ta giận dữ đã bỏ đi. Tôi sợ là có chuyện gì. Không sao đâu, về phía Tôn đại ca tôi sẽ khuyên giải. Được. Tôi xin tạm biệt. Vậy được. Chị nhất định sẽ về hả? Ờ, chị sẽ về. Tạm biệt. Tạm biệt. Một chút lễ vật này bất thành thành ý, mong nhà phụ đại nhân nhận lấy. Rễ hiền, công vụ bận rộn, đâu có rảnh rỗi chứ. Để cho quán đường lại thăm lão phụ được rồi. Thưa cha, cây thiên nhiên nhân sâm này là tướng công đã cực khổ nhờ người mang về đó. Cha hãy nhận đi. Nhạc phụ đại nhân, người ở đây có cảm thấy quen lắm hay không? Nếu như không quen thì có thể dọn về ở chung với chúng con để tiền việc chăm sóc cho người. Phải đó phụ thân. Không cần đâu, lão phụ ở một mình yên tĩnh, hơn nữa còn để cho ta có nhiều thời gian suy nghĩ chuyện đại sự của triều đình, như vậy không phải là tốt lắm hay sao hả? Thực ra con cũng là một quan viên trong triều, nếu như người có việc gì cần đến, để hiện nay nhất định sẽ giúp đỡ. Thật à? Đương nhiên. Được, lão phụ vừa viết xong một tờ sớ, chuẩn bị ngày mai bẩm cáo với đại dương. Con đã nói như vậy rồi thì ta nhờ con hãy xem lại giùm nha, coi thử có chỗ nào cần phải sửa đổi lại không. Ừ, cung kính bất nghi tuân mạng.
phụ đại nhân. Đây là ý nghĩa gì? Giảm bớt thuế má, phái người nghị hòa, quốc gia có thể được sự tu chính lợi tức, thì ba tánh sẽ được ấm no đầy đủ. Ở trong này không phải là ta viết rõ ràng rồi hay sao? Ta tin rằng đại dương vì một lúc suy nghĩ không có được chu đáo cho lắm, còn về sự lợi hại, ta sẽ tâu lại với đại dương, ông ta sẽ không làm đâu. Nhưng người đừng có quên rằng ta là con rể của người, nếu như có việc gì thì phải tương lượng trước với ta mới được chứ. Phải rồi, cho nên ta đây mới đem tờ sớ cho người xem trước rồi đó. Ông, hai người có chuyện gì thì từ từ thương lượng với nhau mà. Lão già, bên ngoài có một vị đại nhân muốn gặp lão già. Hả? Từ nghĩa đại nhân tới, mời lẹ lên. Dạ, ta xin cáo từ. Ý, em muốn gặp dòng đại thúc. Ồ, từ nghĩa quên lúc này khỏe không vậy? Hơn nửa năm nay chu du liệt quốc, khai thác hoài bão. Ba ngày trước tự nhiên nghĩ tới và ngẫu nhiên nghĩ được một nhà khúc hay vậy à, cho nên một ngày lên đường để cùng với bá hoàng huynh đàn tiêu hợp tấu, rửa sạch đi bụi bặm của trần tục. Ồ, thế gian này thật có thanh ngôn âm tuyệt như vậy thì tốt quá rồi. Dân đại thúc, có hai người kìa, vừa mới nói đến đàn tiêu hợp tấu thì cái gì cũng quên hết rồi. Luôn cả những người bên cạnh cũng quên luôn. Hey, con có biết không, bá bá của con cả một đời không có gì hứng thú, chỉ thích nhất là cùng với cha của con hòa tấu điệu khúc thôi. Đàn thủ của cha con có thể nói là độc nhất vô nhị, nhưng mà cây tiêu của ta cũng không tệ, có thể nói là thiên hạ vô song. Từ nghĩa huynh, những lời nói này mai mà nói trước mặt con gái của ta thôi. Nếu như mà nói với những người khác thì người ta có thể nghĩ là hai chúng ta đã đến lúc phải ngửi mùi quan tài rồi đó. Thật là bán hoa khen hoa thơm. Quán đường, ta nghe nói là con đã thành hôn. Tiếc là lúc đó ta đã đi xa, không thể uống rượu mừng của con. Thiệt là đáng trách, thiệt là đáng trách. Lần này nhất định đại thúc phải ở thêm vài ngày để quán đường này được tiếp đãi. Được. Tướng công ạ, qua đây. Dành đại thúc, đây là tướng công của con, bạn Quyên. Còn vị này là đại thúc Từ Nghĩa, là bạn thân của cha. Dẫn bố xin bái kiến doanh đại thúc. Đúng là nhất biểu nhân tài. Quán được, con thiệt là biết nhìn người đó nhờ. Từ Nghĩa huynh à, trong lòng tôi rất nồn nóng với cái lạc khúc nhất đời của ông đó, tôi đợi ngưỡng mộ đây. Bảo đảm với ông, nghe xong rồi sẽ không hối hận. Tốt, lập tức chuẩn bị hai căn phòng yên tĩnh, sau đó từ chối hết tất cả quan khách, trừ phi đại dương có chỉ, ngoài ra thì không có tiếp bất cứ người nào. Dạ lão già. Mời. Doanh đại thúc này là gì vậy? Ổng là hoàng thúc của Tần Hiến Công, người Tần Quốc. Cha của em sao liên lạc với ông ta? Ông ta tuy là người Tần Quốc nhưng không bao giờ nói về chuyện quốc sự với cha em, mà chỉ nói về âm nhạc. Mỗi năm ông ta đều đến đây vài ngày để cùng với cha hợp tấu nhạc khúc. Ông ta là người tri kỷ tốt nhất của cha em. Các hoàng thượng, chuyện việc anh giả dạng làm hồng nội quận chúa cho Tần Quốc đã bị bại lộ. Tần Hiến Công rất là phẫn nộ, việc anh đã tự sát chết rồi. Việc này là cơ mật, tại sao có người biết được vậy hả? Không chỉ có vậy mà thôi,
Tần Hiến Công còn phái đại quân tấn công biên cảnh của nước ta. Đã có hai thành trì bị thất thủ. Tần quân thế lực mạnh mẽ, kính hoàng thượng định đoạt. Nhất định là có người đã tiết lộ tin. Người nào tiết lộ tin này, ta nhất định không bỏ qua đâu. Ngụy Quốc Thiên Điện, Tần quân đã mượn cớ xâm phạm vào biên giới của nước ta. Các khanh có kế sách gì không? Đại dược, lần này Tần quốc đã gây chiến với ta là vì mình đã lấy người thay thế cho công chúa Hồng Nô, đã làm tổn thương sự tôn nghiêm của nước ông ta. Ta phải phái người nghị hòa để cố gắng biến hóa chiến tranh trở thành ngọc lụa. Đại dương, tuy là lần này mình đã lấy Việt Anh thay thế Hồng Nô giả đi Tần quốc, nhưng Việt Anh cũng là người trong số được lựa chọn, là một mỹ nữ tài đức vẹn toàn. Nếu như Tần quốc cảm thấy không tốt thì đúng ra phải phái người tới hỏi tội, không giống như bây giờ không tuyên bố mà gây chiến. Do đó Tần quốc đã có sự âm mưu trước mà mượn cớ này để xâm lược nước ta, cho nên thỉnh cầu đại dương phái binh nghênh chiến để lấy lại quay phong cho nước ta. Đại dương, việc này không thể làm như vậy được. Nước ta đã nhận lời trước là đem Hồng Nô gả cho họ đó mà, lại kiếm người khác để thay thế Hồng Nô, như vậy là ta đã sai rồi. Thưa tướng đại nhân, Hồng Nô vốn là nô tỳ của nhà người, ngày nay được đại dương nhận làm con nuôi, cô ta không những không biết quý trọng để đền đáp đại dương mà còn chạy trốn ra khỏi nước. Thưa tướng đại nhân, thực ra là ngươi phải mang một tội, dạy dỗ không được nghiêm túc. Ngươi, các khanh đừng cãi nhau nữa. Trước mắt là phải tìm cách đuổi bọn quân Tần, lấy lại đất đai. Bàn khanh nghe lệnh. Thần có mặt. Bản dương phong cho khanh làm Tây Chinh đại nguyên soái, phụ trách việc trừng trị quân Tần. Thần thề chết để bảo vệ quốc gia mà đánh đuổi giặc Tần. Hay lắm. Nghĩa Quỳnh, chúng ta gặp mặt nhau ngắn ngủi vài ngày là phải chia tay rồi. Thì không vui chút nào. Để ta còn tưởng là Thanh Ngôn Tuyệt Khúc là một chi bảo trên đời, ai ngờ chỉ có nhiều đó thôi. Lại gặp lúc Tần Ngụy vào chiến, lão phu này ghét nhất là sự biến hóa của chiến tranh. Nói tới lần này của sự vào chiến là lỗi đều do bên ta. Tôi tuy nhiên tích cực chủ hòa, nhưng đại dương kiên trì dụng mình đó. Ta và người mỗi người một chủ, cho dù bọn họ có đánh nhau lông trời lỡ đất thì chúng ta vẫn đang tiêu hợp tấu, mặc kệ bọn họ ai sống ai chết. Doanh đại thúc, người đừng có nên tức giận. Sau trận chiến, đại thúc lại đây chơi. Quán đường nhất định làm những món ăn ngon để cha và đại thúc cùng hưởng. Cháu đã quá lời rồi, nhất định phải nhớ kỹ nha. Nhất định. Được. Sau ngày kết thúc chiến tranh là lúc chúng ta đang tiêu tái tấu. Bảo Quang Quỳnh, cáo từ. Mời. Chúng ta đi lâu rồi, hãy dừng chân lại nghỉ chút đi hả? Tần Ngụy vào chiến, với thân phận của ta không tiện ở lại nước Ngụy. Nếu không phải như vậy, ta đâu cần gấp rút bỏ đi chứ. Qua khỏi ngọn núi này rồi mới nghỉ ngơi đi. Dạ, dương gia. Bắt nó. Các người muốn làm gì? Trời đã tối rồi, hai người còn muốn đi đâu nữa chứ? Quan hệ gì tới các người? Người là người của Tần quốc, tất nhiên là liên hệ tới ta. Bắn lên nó! Dạ, đứng lại. Chạy nha. Dương gia theo tôi. Bắn nó! Đừng chạy! Bắn lại! Dừng ra!
Đây là địa đồ của nước Ngụy Quốc chúng ta, tại sao Đằng Thế có được? Là Tần tướng lãnh trong lúc đi tuần biên khu thì đã bắt được một người cận thân của hoàng gia Tần Quốc và đã lục được từ trong người ông ta. Hèn gì Tần Quốc dễ dàng tấn công chúng ta như vậy. Thì ra bọn họ đã lén vào Ngụy Quốc thăm dò quân tình và nắm tình hình. Cái tên giặc Tần đó bây giờ đang ở đâu? Ta muốn tự hỏi tội hắn. Đại Dương à, lúc đó tên giặc Tần không có chịu nói gì hết, nhưng mà sau khi bị hành tội thì mới chịu nói. Nói xong thì tự sát chết. Vậy hắn đã nói gì? Y nói là y ở tại... Tại sao ngươi không nói tiếp? Ông ta nói là ông ta ở trong phủ thừa tướng. Không thể vậy đâu. Thừa tướng đại nhân đã có một lòng trung thành ái quốc. Thần cũng nguyện dân đầu bảo đảm. Chuyện này nhất định là có kế hoạch của Tần Quốc. Hắn biết là khó tránh được tội, cho nên muốn hại thừa tướng đại nhân thôi. Sau khi thần nghe tin tức này, thần cũng không tin tưởng, cho nên giấu giếm hoàng thượng. Xin hoàng thượng tha mạng cho. Hả? Từ Nghĩa Huynh. Từ Nghĩa Huynh. Từ Nghĩa Huynh. Khanh có quen với hắn ta không? Dạ quen. Hắn là người ở đâu và có chức phận gì? Ông ta là người của Tần Quốc, là hoàng thúc của Tần Hiến Công. Người đã biết thân phận của hắn còn dám qua lại với hắn? Thần với ông ta chỉ là bạn hữu phong nhã mà thôi. Từ nào tới giờ chỉ có sự nghiên cứu âm nhạc với nhau, không bao giờ can thiệp chính sự. Người có biết hắn ta đã làm việc gì hay không? Đây chính là tấm địa đồ của Ngụy Quốc, người hãy tự coi đi. Không, không thể nào, không thể nào đâu. Đây là cơ mật của triều đình, các đại thần còn chưa biết, làm sao người biết được? Người hãy giải thích đi. Đại Dương tha tội. Lúc tiền đế còn sống, thần đã vì triều đình phục vụ mấy chục năm trời, một mực trung thành, chưa bao giờ dám làm tổn hại danh dự của người khác, càng không dám có hành vi làm hại xã tắc. Trên có trời, dưới có đất, có thể soi sáng lòng trung thành của hạ thần đó. Còn cái tên doanh tử nghĩ đó thì sao? Hạ thần với ông ta quen biết nhau 7 năm trời. Hạ thần tin tưởng rằng ông ta là một hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, không có làm bậy đâu. Chứng cớ bây giờ đã thành trình, ngươi còn không gánh trách nhiệm? Đại Dương, thừa tướng có thể là kết giao bạn bè mà không cẩn thận đề phòng, để cho người ta lợi dụng. Đại Dương, tuy danh Từ Nghĩa là hoàng thúc của Tần Hiếu Công, nhưng chưa bao giờ dự việc triều chính. Trong chuyện này nhất định phải có nội tình rồi đó. Thưa cha. À. Việc đã đến như ngày hôm nay, Đại Dương sẽ không còn tin tưởng nơi cha nữa. Hay là cha đi đi. Quán đường, con có tình triệu đại thúc hay không vậy? Ừ. Cha tuyệt đối tin tưởng nơi người. Bây giờ cha rời khỏi nơi này á, thì có phải tự mình là kẻ tội phạm sợ tội bỏ trốn hay không chứ? Làm như vậy không khác gì cha đã hủy đi thanh danh và sự thanh bạch của Từ Nghĩa Huynh. Nhưng mà như vậy Đại Dương sẽ thăng tội cho cha. Trong thiên hạ này, con người ai sống đều phải chết. Nếu như Đại Dương trách cha, trách sự làm việc hàng ngày của cha đây đã không làm cho Đại Dương tin tưởng được, người cần thức tỉnh đó là cha mới đúng. Nhưng mà tới giờ phút này, cha đừng vì Đại Dương mà nghĩ nhiều nữa. Quán nương, con đừng nên khuyên phụ thân ra đi nữa. Con nói những lời đó tất nhiên là con cho rằng cha không còn tình nghĩa gì nữa. Lão già, Túc đại nhân tới thăm. Mời vào đi. Dạ. Nhiều đại nhân, lần này ta mời người trở về thì để liên lụy tới người. Xin hãy nhận Túc Khiêm đề mục lại. Túc đại nhân, ta với người đâu cần phải nói những lời như vậy chứ. Nếu như Đại Dương có ý chỉ gì thì đừng có ngần ngại, hãy nói thẳng ra đi. Đại Dương đã đưa cho người một bình rượu độc. Hả? Thiên là quan ức, cha của ta không có làm việc gì có lỗi với dân sơn xã tắc. Ta muốn gặp Đại Dương. Quán đường, không cần đâu. Con không cần phải làm như vậy. Dạ. Quân sử thần tử, thần bất tử là bất trung. Đại Dương của ngày hôm nay, có một lúc không có quan sát, sẽ có ngày Đại Dương cũng sẽ tin tưởng vào sự thanh bạch của cha đây. Không được đâu cha, không được đâu. Đưa rượu đây. Cha, đừng mà. Cha, xin đừng. Buông tôi ra, cha. Xin đừng mà. Cha.
Dạ. Túc đại nhân, sau khi tôi ra đi, cái trách nhiệm của Giang Sơn xã tắc, tất cả đều giao lại cho các người rồi. Ta sẽ cố gắng. Quan Nương, sau này con phải tự chăm sóc cho bản thân của con, hả? Cha, xin đừng, cha, xin đừng có bỏ con, cha, 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 cha. Đại vương tại thượng, lão thần xin kêu. Báo cáo tướng quân, trong triều đưa tin ra tối qua thừa tướng đại dần đổ rượu độc tự sát. Lui ra. Dạ. Sai người giết ta, tại sao phải giết ta? Hi. Ông đã tăng thuế và cưỡng bức người dân, làm mọi người sống không nổi, ai cũng muốn giết ông. Tôi chỉ là một trong số của họ thôi. Để nó đi chặt đầu, ông sẽ chết thê thảm, trời sẽ phạt ông và mọi người sẽ giết ông. Lão gia phu nhân, thiếu gia đã về rồi. Lão gia phu nhân à. Sao không thấy gì hết? Về thôi. Tới rồi kìa. Tưởng gì đã về rồi. Cha, mẹ. Tùng Nhi con đã về hả? Cậu là Hồng Nô. Lão gia, Tôn phu nhân. Được rồi. Lúc thường tôi thấy con làm việc không có đầu đuôi, còn lần này nó thiệt là có con mắt ha. Phải. Hay là vào trong nói đi nha. Đúng. Hồng Nô à, đi, chúng ta vào trong. Vào đi. Tấn gì? Hả? Lần này con thật biết nhìn đó. Ê, hoàng thượng của các người sao mà xấu quá vậy? Đằng này nó nhận con nuôi, đằng kia đem con gả cho Tần Quốc, sao kỳ vậy? Có lẽ vì hoàng thượng không muốn cho Tần Quốc đem quân qua đánh để dân chúng khỏi lầm than. Vậy à? Nếu như vậy tại sao lại không đem con gái của mình mà gả? Nhưng mà tính ra Tôn Nhi đương cơ lập đoạn, biết được anh hùng cứu mỹ nhân. Tại vì việc của con nên liên lụy đến anh ta. Khờ quá, bây giờ là thời loạn, đâu có việc gì thù hận mà để trong lòng. Có thể nói một ngày nào đó Ngụy Quốc dùng kiệu mà rước chúng con về lại, như vậy mới phải. Nhất định sẽ có ngày đó. Phu nhân à, Hồng Nô cô nương từ xa đến chưa có được nghỉ ngơi gì cả, bà đã theo cô ta nói cái này cái kia rồi. Ông coi, Hồng Nô cô nương đâu có chê tôi là người già cả nói nhiều.
Quay, đi thôi. Được, không có cản trở thu xếp đồ đạc của con nữa ha. Tôn Nhi à, mẹ rất bằng lòng với người con gái này, con phải đối với cổ tốt đó nha. Dạ biết. Được. Thiếu gia, tóc mở miệng đó. Ê, đi ra đi, đi. Thôi đi, mau lên. Đi. Em thì có bản lãnh đó. Cha mẹ của anh rất là thích em. Đã chịu nói chuyện với em rồi hả? Nhỏ mọn. Tại người ta lo cho em mà. Nam tử hán đại trượng phu, một chút tính khí cũng không có. Ê, cái chuông này vẫn còn à? Đương nhiên, của Khang Nhi tặng mà. Nếu như em thích, anh sẽ mua 10 cái khác cho em, đưa đây. Anh làm cái gì vậy? Anh biết rồi. Điền tướng quân muốn cưới em có phải không? Anh làm ra vẻ con người đạo mạo lắm, luôn cả thằng bé nữa. Tặng cái chuông này để mà lấy lòng của em. Anh thật là vô lý quá. Đó là lẽ của một đứa con nít mà anh cũng cho đó là sự thật. Nhưng mà hai cha con họ đều nghĩ vậy mà. Anh đừng có đa nghi nữa. Nếu như em không muốn gả cho anh thì em đâu có theo anh về đây. Được, nếu mà như vậy, đưa đây, ngày mai anh trả lại cho người ta. Mua tay ra đi. Đưa cho anh. Mua ra. Đưa đây. Đi mà. Mua ra. Nếu như em không thích, trả lại để đi. Em trả cho người ta. Trả lại. Hả? Đi. Đi mà. Ngụy Quốc thiên địa. Bàn Nguyên chinh chiến 10 ngày. Với sự tài trí của anh ta, cộng thêm việc sử dụng Tôn Tử binh pháp, đã trục xuất quân Tần ra khỏi biên giới, còn đoạt về thêm 2 thành trì nữa. Ngụy Quan Dương lại gia tăng khen thưởng cho Bàn Nguyên, và từ lúc đó càng coi trọng anh ta hơn. Tướng công, huynh về rồi hả? Tướng công, nếu như chúng ta trốn thoát thì dù trong hoàn cảnh nào cũng không sao. Ít nhất là khi ta thoát khỏi nơi này thì sẽ lấy lại tự do cho chính mình, sẽ được mọi người coi trọng. Đó là mạng của con không có được tốt. Khi vừa mới sanh ra đã chủ định chung thân nô lệ rồi. Không phải, ông nội đã từng nói với con, khi con ra đời trên trời có tin tưởng chủ định rằng tương lai của con là một kỳ tài trên thế gian này. Người hãy cười đi, hãy cười lên đi. Tôi cao mà cũng cười đến tuổi. Tôi không phục. Sẽ có một ngày trên thế gian này sẽ biết tôi là Bà Quyên, sẽ biết tôi làm người như thế nào. Tôi chính là Bà Quyên. Tôi là Bà Quyên, là vương gia của thế gian này. Đi. Tấn công. Tấn công. Là em nè. Có phải anh mê man lâu lắm rồi phải không? Anh đã ngủ 2 ngày 1 đêm rồi. Đại phu nói vết thương lần trước bị cung thủ bắn, cộng thêm sự lo lực quá sức, nhưng mà sẽ mau khỏi. Anh yên tâm nghỉ ngơi đi. Em đã ở bên cạnh và săn sóc cho anh hả? Ừ. Chuyện của nhạc phụ đại nhân anh đã biết rồi. Ngày mai anh và em cùng đi cúng cha. Sự biên giới lưu thành mà phải tranh chấp nên càng cách xa nhau. Vì sự tranh chấp nhỏ nhặt đó biến thành xung đột lớn và chuẩn bị khai trận. Còn Triệu Tiêu Hầu lại muốn mời Điền Cảnh phục vị xuất trận.
phòng, điện mẫu bái kiến đại dương. Điện tướng quân, không cần đa lễ, đứng dậy đi. Đa tạ đại dương. Thiên Điểu Lâm thuộc về tiểu quốc của chúng ta là một nơi xẻ vật phong phú, là chỗ giám danh với Tề quốc, thổ địa phì nhiêu, vốn là một chỗ khai trận rất là tốt. Nhưng mà gần đây Tề quốc đã cho mình đóng đồ tại đây, chặt hết cây ở trong rừng, cho tới cả con chim cũng phải bỏ đi, có dạy một không được. Ý của trẫm không muốn tình hình này tiếp tục tái diễn nữa, cho nên trẫm mời người tới là muốn điền tướng quân vì triệu quốc của chúng ta mà lấy lại đất đai này. Bẩm đại dương, hiện giờ điền mổ đang để tang cho mẹ, cho nên không tiện dẫn binh đi tác chiến. Hơn nữa điền mổ đã từ quan cách đây 3 năm, cho nên đối với việc xuất binh e là không còn thích hợp. Hy vọng đại dương có thể tìm một nhân tài khác. Ê, điền tướng quân nói như vậy là sai rồi. Năm xưa người gì muốn để tang cho mẹ mà đã từ quan, và trẫm thấy người có lòng hiếu thảo cho nên đã phê chuẩn. Nhưng mà hôm nay thì đã hơn 3 năm rồi, không lẽ người cho rằng mộ của mẹ người quan trọng hơn là quốc gia nữa hay sao? Hơn nữa ta tin chắc rằng điền lão lão ở suối vàng cũng hiểu rõ được, và không muốn người gì chữ hiếu mà không mang đến sự an nguy của xã tắc. Đại dương, lưỡng quốc phân tranh đương nhiên là có tử vong. Điền mẫu tôi lúc an nhàn hay đọc sách và đọc kinh lý, cho nên tôi có hiểu rõ đạo lý này. Hơn nữa sự tồn tại của triều Tề đã có từ lâu, và trước kia đôi bên đã từng nhân nhượng, tại sao bây giờ lại có chiến tranh như vậy chứ? Nếu như có thể không cần đánh mà Tề quốc trả lại đất thì đương nhiên là tốt. Nhưng mà tình hình trước mắt đã như cây tên nằm ở trong cùng, không bắn không được. Đại dương, điền mẫu tin là chưa chắc Tề quốc muốn khiêu chiến với chúng ta. Nếu mình cho người qua bển để nghị hòa với họ, tôi tin là nhất định có cơ hội. Nếu như điền tướng quân có lòng tin là thuyết phục được Tề quốc thì nhiệm vụ quan trọng này giao cho người đi làm. Nhưng mà lỡ như bọn họ không chịu nhượng trả thì trách nhiệm này không thể đổ cho ai được. Trẫm hiểu được ngươi không muốn lãnh binh xuất chiến, nhưng mà đôi khi có nhiều việc không thể tránh khỏi được. Nói tóm lại, lần này việc nghị hòa trẫm giao toàn quyền cho người quyết định sắp xếp, là hòa hay là chiến thì phải coi nơi người. Thiên điện Tề quốc, Tôn tướng quân có việc gì cải tấu? Thần nghe nói rằng triệu quốc ý khai chiến với nước ta, nghĩ rằng thiên hoài của nước ta là không cho phép xâm phạm. Thần có một đứa con trai tên là Tôn Tẫn, tuổi hãy còn nhỏ, chưa có biết đại lễ cái gì cả. Lúc trước đã xâm phạm tới hoàng thượng, nhưng luận về binh pháp mưu lược thật ra không thua kém gì thần. Thần đây mong hoàng thượng hãy tha thứ sự sai lầm đó, chuẩn cho thuộc tội lập công, trục xuất triệu quân để bảo vệ sơn hà cho nước ta. Tôn Tẫn ngày xưa vì quốc lập nhiều kỳ công, trẫm đây cũng có nghe qua. Thường nói là để ý chuyện nhỏ không phải là quân tử, trẫm đây làm sao không khoan dung được chứ? Thật ra trẫm muốn khoan hồng cho hắn từ lâu rồi. Nay Tôn tướng quân đã xuất phát hộ giá thì trẫm cho phục nguyên chức, hy vọng rằng anh ta lấy công bù đắp vì quốc lập công. Hạ thần đây xin thúc giục giáo hóa để báo lòng ân hoàng thượng. Tốt, chúng canh gia còn việc gì để khải tấu nữa? Khải bẩm hoàng thượng, tả đầu quý của triệu quốc là Điền Cảnh đại tướng quân xin cầu kiến. Hai nước khiêu chiến, người tới đây là có việc gì? Điền tướng quân nói là đại diện cho triệu quốc tới nghị hòa. Mau ăn bài với người vô lễ hiền quả tạm trú vài hôm, sau đó trẫm chấp nhận tiếp kiến. Dạ. Triệu lại hòa nghị, các vị khách gia thấy như thế nào? Bẩm báo hoàng thượng, nước của chúng ta mấy năm nay ở đâu cũng bị hạn hán, ruộng lúa không đủ thu nhập, lần này mượn sự lương cơ của triệu để khai chiến, để bù lại sự thiếu thốn của bên ta. Tào Khánh Gia nói cũng có lý, nhưng mà không biết binh lực của triệu quốc ra sao? Theo sự hiểu biết của thần, số tướng ở bên triệu quốc có một người đáng lo nhất là Điền tướng quân, nhưng mà người này đã từ chức cách đây 3 năm. Mặc dù bây giờ đã được phục chức, nhưng lực lượng của quân lính không đủ để thắng. Nhưng mà một khi giao chiến tất nhiên phải có tử thường, lỡ như triệu lại xâm phạm ta cho quân nghênh địch
đó là chính nghĩa để bảo vệ quốc gia. Nhưng mà Triệu Quốc cho người tới nghị hòa với mình, mà mình mạo nhiên xuất binh, có phải mình mất đi cái phong cách của đại quốc hay không chứ? Tôn tướng quân nói như vậy thì không đúng. Từ xưa tới nay các nước đánh nhau đều nghĩ tới cái phần có lợi cho mình. Hơn nữa sự phân tranh của Thiện Điểu Lâm đã nhẫn nhịn nhiều lần rồi. Hoàng thượng cũng đã có kế hoạch mới, bắt đầu lấy lại bản đồ của Tề Quốc. Sau này để tránh sự xung đột đôi bên, hoàng thượng không muốn thấy sự xung đột của hai nước. Như vậy mới tránh được sự can hòa khói lửa, hai bên gây tử vong. Khi hoàng thượng nghị hòa, kêu họ giao nạp thành trì, như vậy mới có thể phú cường cho nước ta. Tào Khanh Gia vừa đưa ra sách lược đó thì là được lắm. Vậy thì lần nghị hòa đó trẫm sẽ giao toàn quyền cho người phụ trách. Đừng làm cho trẫm thất vọng nha. Thần nhất định tận sức mình